Xin chào quý cô chú chị và các bạn lưu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0296164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 12 tháng 6 năm 2024, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về đủ loại luôn những dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 trong đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và đặc biệt thì hôm nay bên em vẫn có những giỏ dáng hương đuôi cáo với đủ sắc màu rất là đẹp và nhiều những dòng hàng lan đáng sưu tầm cô chú anh chị nhé. Em xin phép được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây kiếm đỏ Bắc Đô với giá chỉ có 80.000 trong 1 kg thôi ạ. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể mua theo lô này. Cái dòng này thì rất là dễ sống, dễ chăm cô chú anh chị ạ. Lô số 1 ạ với giá 70.000. Đó, một cái ôm rất là nhiều như này. Và hình tiếp theo là hình số 2 với giá em bán có 40.000 thôi. Và hình số 3 với giá cũng 40.000. Và hình số 4 với giá cũng 40.000. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan Hải Mốc Hồng. Hải Mốc Hồng này thì em đang bán với giá chỉ có 120.000 trong 1 kg thôi. Cô chú anh chị có thể thấy là hàng tươi roi rói luôn. Và là một trong những cái mặt bông cây bé nhỏ nhưng mà khi mà sổ hoa thì cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Bông hoa to như chén mắt trâu luôn. Và nhiều cô chú anh chị nói rằng là cây lan Hải Mốc Hồng này thì khó thuần. Tuy nhiên thì ở đây thì em đang trồng được những chậu lan Hải Mốc Hồng cực kỳ là xinh đẹp luôn cô chú anh chị này. Đây, một chậu lan Hải Mốc Hồng như vậy đủ xinh đẹp. Một chậu cô chú anh chị chỉ cần trồng khoảng tầm 4 cây thôi, 3 cây thôi là cũng đã rất là đẹp rồi. Thì ở đây em bán ngay từ 0,3 kg. Đây, một lô Hải Mốc Hồng với 0,3 kg, cô chú anh chị có thể sở hữu cả một lô rất là nhiều như này. Sợ rơi vào có 36.000 thôi cô chú anh chị ạ. Còn nếu như cô chú anh chị không đủ tự tin để mình ghép ấy, cô chú anh chị có thể sở hữu cho em những cái giò này. Thì thực ra những cái giò này như cái giò này thì em trồng hoàn toàn là trên rêu nhé. Để trên rêu và sau đó thì khi mà cây đã lên ổn định rồi thì em cho phân thêm này cô chú anh chị này. Đấy, cây đã trồng rất là lâu rồi, ok này chưa mèo à? Đợt này thì Tết này em có thể kích hoa rồi. Đấy thì ở đây em đang có hai cái chậu như này, chậu này gọi là chậu số 1 này, chậu này gọi là chậu số 2. Thì hai chậu này em xin phép được bán với giá là 80.000 cho một chậu nhé. Và đây là chậu số 3, chậu số 3 vừa rồi cho cái vòi hoa cao tiếp tắp rất là đẹp luôn. Đấy thì cái chậu này thì em sẽ để lại không bán. Còn sang bên này đây thì em đang có cả những cây lan đây là Hài Henry nhé của chú chị nhé. Cái dòng lan Hài Henry này thì cũng đang sắp đến mùa hoa rồi. Nói chung là mỗi một cái cây lan Hài thì phải nói là cái độ bền của nó siêu bền hoa cô chú anh chị ạ. Và mỗi một cái chậu lan Hài Henry này, cái chậu này em gọi là cái chậu số 7 này, với giá chỉ có 80.000 thôi. Đó, chậu số 7 80.000, chậu số 8 với giá cũng chỉ có giá 80.000 thôi. À, chậu số 6 chứ, với giá cũng 80.000. Và chậu số 9 Henry với giá 100.000. Và chậu số, chậu số 5 với giá là 100.000. Và chậu số 4 với giá cũng 100.000 cô chú anh chị này. Và cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan Hài Henry, size bông rất là tự nhiên. Và những cây lan Hài Henry này thì em đã trồng rất là ổn định rồi. Và cái giá thể thì hoàn toàn nhiều cô chú anh chị hỏi rằng là trồng bằng cái gì, thì ở đây là em trồng bằng cái giá thể là vỏ thông và có thể trộn với cả một ít sơ dừa cô chú anh chị nhé, sơ dừa để nó giữ ẩm. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan Hài Hồng này, có thể cho trộn thêm một ít đá nữa. Những chậu lan Hài Hồng, Hài Hồng với cả Hài Mốc Hồng thì hoa của nó gần na ná như nhau. Cây lan Hài Hồng này thì nó sẽ dễ chăm hơn cây Hài Mốc Hồng của chú anh chị ạ. Hoa cũng cực kỳ là đẹp. Và cây lan, chậu lan Hài Hồng này em gọi là chậu số 3, với giá em đang bán là 120.000 nhá. Cái chậu số 2 với giá 110.000 và chậu số 1 cũng với giá là 120.000 này. Một lô lan Hài Trần Liên duy nhất chỗ này thì cô chú anh chị cũng làm được một chậu rất là đẹp, mà cô chú anh chị biết rằng là hiện tại Hài Trần Liên gần như tuyệt chủng trên rừng luôn. 70.000 cho cả lô này. Và bên này sẽ là những cái chậu lan Hài Táo này. Chậu Hài Táo số 9 với giá là 80.000 và chậu Hài Táo số 8 với giá là 70.000. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái cây lan hồ điệp mà có mặt hoa rất là sai bông, với những cái chuẩn cần hoa dài và sai bông, rất là sai bông như thế này. Và riêng dòng hồ điệp thì nó cho mình hoa quanh năm luôn cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu lan hồ điệp như vậy là cô chú anh chị này, một cái chậu lan hồ điệp khỏe và xinh đẹp như thế này cô chú anh chị nhé.
Em đang để giá là 45.000 cho một cái chậu lan hồ điệp như vậy đấy ạ. Đây gọi là cái dòng lan hồ điệp blue nhá, cần hoa dài và rất là sai bông. Mặc dù nhìn nó cây nó rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà nó ra hoa thì cần hoa rất là dài luôn và rất nhiều những cái bông hoa trên một cái vòi hoa như vậy. Cô chú anh chị chỉ cần trồng một chậu thôi, khi mà nó ra hoa thì cũng cực kỳ là đẹp cô chú anh chị ạ. Đó, cây hồ điệp blue với giá tiền là 45.000 cho một chậu. Và sang bên này đây thì em đang có thêm cả những chậu lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài nhé. Đó, và một cái chậu lan hồ điệp lá biên lá phát tài như vậy hiện tại đang có từ 1 cho đến 2 vòi hoa trở lên. Em đang để giá là 45.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị này. Và riêng dòng hồ điệp này thì cái độ bền của nó phải tầm trên 2 tháng ạ. Khi mà cây này nở hoa thì thực sự nó là một cái sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa sắc đẹp của bông hoa và thân lá. Đó, cây rất là đẹp như thế này có 45.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Thưởng thức hoa trong vòng hơn 2 tháng. Vừa đẹp cây và vừa đẹp hoa. Sang bên này đây sẽ là những cái bụi lan samurai. Cây hoa sẽ cho hoa quanh năm. Đó, hoa thơm ngát cô chú anh chị ạ. Hoa thơm ngát luôn. Những bụi samurai rất là nhiều. Rất là nhiều cây như thế này cho mình hoa canh năm. Và đặc biệt là cái mùi, thưởng thức cái mùi hương của dòng samurai này phải nói là mê cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị có thể thấy là ví dụ như trong chậu này có cây mẹ cây con này, cây mẹ tàn hoa rồi. Thì cây con bên này đang hoa thì cây con bên này lại bắt đầu là chuẩn bị hoa tiếp này. Đó, ví dụ như vậy. Nó sẽ cho mình hoa liên tục nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu samurai cả một bụi rất là lớn như vậy em đang để giá có 150.000 cho một giò sam à đâu. 150.000 cho một cái bụi samurai này đúng rồi. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng hoa siêu xinh. Đúng một cái dòng hoa cực kỳ là xinh đẹp, đó là dòng lan mặt trời Bangkok ạ. Cô chú anh chị có thể thấy là cánh hoa đỏ thắm và kèm theo đó là cái lưỡi của nó tím ánh tím. Đó, ánh tím rất là tím, rất là đẹp như thế này. Mặt trời Bangkok với những cây lá xếp và rất nhiều cặp hoa, cặp lá như thế này ạ. Cây rất là khỏe và đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Cây này thì nó cũng không phải là nở hoa một mùa trong năm mà nó sẽ nở hoa nhiều mùa. Cây sống khỏe và rất là dễ sống, dễ chăm. Một cái chậu lan mặt trời Bangkok đang nụ và đang hoa, đang nụ hoặc là đang hoa, rất là đẹp như vậy. Cũng có những chậu nó chưa có nụ đâu. Ví dụ như chậu này này chưa có nụ, nhưng mà cô chú anh chị mình hãy yên tâm rằng là những cây như vậy là về cô chú anh chị sẽ được thưởng hoa rất là trọn vẹn. Với giá tiền là 130.000 trong một cái chậu samurai này à. Mặt trời Bangkok này cô chú anh chị nhé. Cây rất là đẹp. Cô chú anh chị chỉ cần một chậu thôi. Trồng vào một cái chỉ cần một chậu này thôi ạ. Khi mà nở hoa cũng đủ xinh đẹp rồi. Sang bên này đây sẽ là những cái bảng chồn tím hàng Thái cô chú anh chị ạ. Những bảng chồn tím Thái nhé cô chú anh chị nhé. Mỗi một bảng là hai cây rất là to cô chú anh chị ạ. Một bảng hai cây rất là to như thế này để cô chú anh chị mình sưu tầm. Nói chung là ấy, dòng lan chồn tím Thái thì thời điểm hiện tại thì vẫn đang có những cây cho nụ như thế này này cô chú anh chị này. Đó. Nhưng mà nói chung là vận chuyển ở trên vận chuyển từ xa về thì cây nó cũng sẽ không cho hoa được trọn vẹn. Cái dòng này thì về chỗ mình trồng cực kỳ là đẹp cô chú anh chị nhé. Dễ sống dễ chăm ạ. Và một cái giò chồn như vậy là sẽ có hai cây. Trước đây thì những cái lô trước đây thì em đang để giá 170. Thời điểm hiện tại thì một cái lô chồn như thế này, một cái bảng chồn hai cây rất là to đẹp như vậy, em chỉ bán với giá có 160.000 thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những hình dáng hương cẩm báo. Thì hôm nay thì em chỉ có vài hình dáng hương cẩm báo về thôi cô chú anh chị ạ. Một cái cây lan mà thơm ngay từ thân lá. Hoa siêu bền cô chú anh chị ạ. Mà cánh hoa đốm cũng rất là độc đáo luôn. Cánh hoa dày cộp mà đốm rất là độc đáo và cực kỳ là thơm. Cái lô cẩm báo này em gọi là cái hình số 38 nhé. Lô này là có 3 cây ạ. Trong đó thì có một cây mẹ con này cô chú anh chị này. Một cây mẹ con như vậy nhé. Và cái lô cẩm báo số 38 này em xin phép được bán nó với giá là 180.000 cô chú anh chị ạ. Một cái phần cẩm báo này cho cô chú anh chị một cái tác phẩm rất là đẹp rồi. Với những cây cẩm báo to như vậy không phải là nhiều. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 37. Đây là ba cây cẩm báo, cũng là ba cây cẩm báo xếp rất là đẹp. Em bán ba cây này với giá là 160.000 nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 36. 36 là một cái lô cẩm báo và tổng tất cả là 7 cây cô chú anh chị ạ. Và lô cẩm báo này em bán với giá là 140.000 này. Đó, có 3 lô cẩm báo duy nhất thôi ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những chậu lan 5 cánh trắng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng nhá. Phi điệp 5 cánh trắng họng hồng ạ. Em còn nhớ cách đây khoảng tầm 3-4 năm gì đấy, khi em bán phi điệp 5 cánh trắng họng hồng lần đầu tiên, khi mà lúc đấy hàng từ bên Thái về, một thân thôi cũng lên đến giá trên 200.000 cô chú anh chị ạ. Cái dòng hoa 5 cánh phi điệp cái giả
cánh trắng, phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này thì hoa của nó sẽ nở vào thời điểm Tết cô chú anh chị ạ. Đấy ạ, đến Tết với một cái chậu lan như thế này thì đến Tết chắc hẳn rằng cô chú anh chị sẽ có một cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Với một cái giò lan 5 cánh trắng nuột nà với cái họng hồng rất là tuyệt vời, xuất sắc để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa Tết cô chú anh chị nhá. Cây này thì rất là dễ hoa thôi cô chú anh chị ạ. Không cần phải cô chú anh chị phải kích gì, chỉ cần về treo tưới nước là đến Tết mình có tác phẩm đẹp để thưởng thức rồi. Đó, và một cái chậu lan phi điệp 5 cánh trắng họng hồng rất là đẹp như vậy. Em đang để giá có 120.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Thực sự nó quá là xứng đáng, cái vẻ đẹp, giá trị vẻ đẹp của nó quá là xứng đáng với cái giá, với cái số tiền là 120.000 cho một cái giò 5 cánh trắng họng hồng đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Chậu rơi ít nhất từ 5 thân trở lên cô chú anh chị ạ. 6 thân trở lên đấy ạ. Tính ra thì phải rơi từ ít nhất là 6 thân ngắn dài trở lên nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Cái dòng này thì rất là dễ hoa luôn ạ. Và sau này đây sẽ là những cái bảng lan giả pháp ạ. Mỗi một bảng trên chục thân ạ. Đây cũng là một trong những dòng hoa mà sẽ cho hoa nở đúng vào thời điểm Tết nhé cô chú anh chị nhé. Cái sắc hoa đỏ thắm của nó sẽ vô cùng là nổi bật khi mà nó nở hoa. Cái dòng giả pháp này. Và một bảng giả pháp này em đang bán với giá là 140.000 cho một bảng nhé cô chú anh chị nhé. Đến Tết cô chú anh chị sẽ có một thác hoa xuất sắc luôn ạ. Đấy ạ, hơn chục thân cho một giò cây xanh mướt như thế này. Sang bên này đây sẽ là những giò lan phi điệp cánh viền. Cái dòng lan phi điệp cánh viền này ấy thì dòng lan rất là nổi tiếng về cái vẻ đẹp rồi. Đi dự những triển lãm về hoa lan được giải rất là cao. Mỗi giò lan phi điệp cánh viền chắc cũng rơi đến khoảng cả chục thân trong một giò. Em đang bán với giá cũng chỉ 140.000 thôi ạ. Và duy nhất một cái chậu lan trầm rồng đỏ cô chú anh chị, trầm rồng đỏ. Trước đây em được bán một thân trầm rồng đỏ với giá 300.000. Thực ra cái hoa của trầm rồng đỏ nó rất là đẹp, không khác gì trầm rừng mà thân lại cao lớn. Hoa rất là thơm mà bền hoa, cây thì sống cực kỳ là khỏe. Cái giò này em đang để giá là 120.000 nhá cô chú anh chị nhá, quá sung xuê luôn ạ. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan thiên nga đen. Dòng thiên nga đen là một trong những dòng thiên nga mà được nhiều người chơi lan, những anh chị yêu chơi lan yêu thích nhất, có lẽ bởi vì cái vẻ đẹp của nó, nó tượng trưng cho cái vẻ đẹp huyền bí tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Cái dòng thiên nga đen, một cái chậu thiên nga đen này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Một chậu thiên nga đen rất là khỏe cô chú anh chị, chỉ việc về tưới nước, tưới phân, cho thêm ít phân thôi là cô chú anh chị sẽ chờ đợi đến khoảng tầm mùa đông và sát Tết là mình có cái giò lan đẹp tuyệt vời để cô chú anh chị thưởng thức hoa nhé. Còn đây sẽ là những cái chậu lan kiều tím điên tử ạ. Chắc chắn cái vẻ đẹp của nó không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu ạ. Một cái chậu lan kiều tím điên tử khỏe, đẹp và nhiều thân như thế này đấy ạ. Em đang để giá có 140.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường, chắc hẳn không đâu người ta bán đến dưới giá 180 luôn. Em khẳng định luôn cô chú anh chị ạ. Thì ở đây em đang để giá là 140.000 cho một giò. Đây là cái mặt hoa của dòng kiều tím điên tử đã sổ tại vườn. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu địa lan quân tử ạ. Hàng bản lá mít lá ngắn nhá, rất là đẹp. Em đang bán 70.000 cho một chậu địa lan quân tử này. Và cây này là người ta là trồng trong nhà nhé cô chú anh chị, tạo không gian xanh và đặc biệt là nó thanh lọc không khí tuyệt vời ạ. Khi mà cô chú anh chị có một cái cây quân tử như vậy trong nhà thì chắc chắn sẽ đem đến một cái không gian vô cùng là tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình. Ngoài cái tạo không gian xanh thì cây này nó còn là một cây cho hoa, cũng không kém cạnh bất cứ một cái loại lan nào, với sắc hoa cam, màu cam rất là đẹp. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều lộc bắc cô chú anh chị ạ. Những chậu kiều lộc bắc rất là dễ sống, dễ chăm mà cô chú anh chị mình kích hoa nở đúng vào thời điểm Tết rất là tuyệt vời luôn. Một cái chậu kiều lộc bắc như vậy em đang để giá có 140 thôi. Đó, 140 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan vũ nữ cô chú anh chị ạ. Những cây lan vũ nữ thiên hương hay còn gọi là vũ nữ đậu ngọt, có lẽ bởi cái mùi hương thơm ngọt ngào quyến rũ của nó, cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan vũ nữ thiên hương. Mỗi một cái cây lan nó mang một cái vẻ đẹp, một sắc thái riêng mà siêu bền hoa luôn cô chú anh chị nhé. Với chậu lan vũ nữ thiên hương này, giả hành to bự như thế này và ít nhất là sẽ có hai vòi bông để cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa. Ngay cái vòi nụ bé tí xíu thôi mà đã có cả đây, trời ơi cái con kiến, chắc là ngay từ nụ thôi là đã có cái vị ngọt hay sao ấy. Một cái chậu lan vũ nữ thiên hương như vậy em xin phép được bán với giá chỉ 130.000 thôi cô chú anh chị ạ. Cái giả hành rất là bự, rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhá, mà cũng sẽ cho mình hoa liên tục trong năm ạ. À, tiếp sang bên này đây là em vẫn có những cái cây lan, em vẫn có những cái bông hoa dendrochớp bịp nhá. Những cái chậu lan dendrochớp bịp của ngày hôm nay
cái mặt bông rất là sáng, rất là đẹp mà đặc biệt là siêu bền hoa. Mà em thấy là cái dòng Dendro chớp bịp này nó đổi màu hoa ấy cô chú anh chị. Khi mà nó mới nở hoa ấy, cái sắc hoa nó đậm hơn, sau đấy là đây thì khi mới nở nó như vậy này. Đến khi mà hoa nó nở lâu rồi nó có thể là nhạt màu đi, nó đẹp như thế này này cô chú anh chị, rất là tuyệt vời luôn ạ. Thì một cái giò lan Dendro chớp bịp như thế này này, chậu rơi ít nhất là 3 thân cô chú anh chị ạ. Em đang để giá là 150.000 để cô chú anh chị mình sưu tầm cái dòng Dendro tuyệt vời này nhá cô chú anh chị nhá. Dòng Dendro chớp bịp. Và những cái cây lan hoàng nhạn Thái, những cây hoàng nhạn Thái cực kỳ là to đẹp, rất là nhiều cặp lá cô chú anh chị ạ. Cái chậu này gọi là chậu số 1 này, chậu này là chậu mẹ con nhá. Cô chú anh chị chỉ cần sở hữu một chậu này thôi cũng đủ đẹp ạ. Em đang để giá là 100 chậu này với giá 170.000 cho một cặp mẹ con này, chậu số 2. Một chậu cũng khá là lớn và có lỗi lá một chút xíu ở đây cô chú anh chị nhìn thấy rồi ạ. Cái cây này thì phải đến cả chục cặp lá chứ ạ. Chiều cao nói chung mỗi một cây đều phải từ trên 25 cm hết. Chậu này với giá 140.000 thôi cô chú anh chị ạ. Chắc chắn là cô chú anh chị vào chậu quá xinh luôn. Chậu tiếp theo chậu số 3 130.000, cây này lỗi một cây, lỗi một lá. Và chậu số 4 này, chậu số 4 cũng rất nhiều cặp lá như này. Xin phép em được bán với giá cũng 140.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đây ạ, nó đang lỗi một chút ở đây ạ. Bên này đây là giò, những giò dáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Cái dòng hoa này thì em thấy là cái vẻ của nó, cái kiểu hoa, cái sắc hoa của nó không khác gì hoàng nhạn đâu ạ. Mà đây chỉ có vài bông thôi mà siêu thơm nhá cô chú anh chị nhá. Là với em một cái giò, một mùa hoa mà không được thưởng thức cái mùi hương tam bảo sắc thì thực sự là thấy tiếc vô cùng ạ. Cái giò tam bảo sắc số 21 này với giá em bán là 160.000 nhá cô chú anh chị nhá. Giò số 22. Giò số 22 cũng đang có bông sổ này. Đó, chậu này thì em vừa mới ghép một thời gian đây thôi. Đó, cây đang bắt đầu là ra rễ rồi. Ra rễ đây rồi và chậu này xin phép được bán với giá 130.000 đi. Mỗi giò lan quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 ạ. Cái bản lá to nhất có lẽ phải đạt đến cả 5 cm nhá cô chú anh chị nhá. Bản lá dày và là những cây quế xếp rất là đẹp. Riêng thực sự cái quế lan hương này thì một nhánh quế nhỏ thôi cũng làm cho cô chú anh chị có một mùa tháng 8 thực sự trở nên thú vị vô cùng ạ. Một cái giò quế xếp với 4 ngọn đẹp như vậy em đang để giá là 600.000 nhá. Những giò phi điệp vàng. Phi điệp vàng ạ. Rất là nhiều mầm, cô chú anh chị lấy về làm giống và mùa hoa năm nay thì cũng có thể sẽ được thưởng thức những bông hoa đẹp rồi. Giò này em bán với giá là giò 39 nhá, 110.000, rất là nhiều mầm như vậy. Giò số 41. Giò số 41 với giá là 100.000. Và giò số 40 với giá cũng 100.000 ạ. Sang bên này đây cô chú anh chị cùng em chọn lựa những cái bông phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Em còn nhớ là cách đây mấy năm, cái mặt bông phi điệp tím khi mà điệp tím còn đang rất là nổi tiếng, rất là hot, thì cái mặt bông phi điệp tím Cao Bằng được rất nhiều anh chị lựa chọn, bởi có lẽ là bởi cái khuôn bông bầu và đa số là những cây hoa nó môi tuyết, mắt rất là rõ, đẹp như thế này cô chú anh chị ạ. Đó, bầu cực kỳ là đẹp và hoa cánh thân nù và cánh nhựa rất là đẹp, có lẽ vì vậy mà được rất là nhiều anh chị lựa chọn. Đến bây giờ thì những cái cây phi điệp tím nó đã xuống giá, nhưng tuy nhiên thì với cô chú anh chị có thể thấy rằng là cái vẻ đẹp của dòng phi điệp tím thì em nghĩ rằng là nó mãi trường tồn ạ. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Đây ạ, cô chú anh chị có thể cùng em chọn cái cây phi điệp tím này, cô chú anh chị có thể treo thành giò hoặc là trồng ở những cây xung quanh nhà, đến mùa hoa rủ xuống vô cùng là xuất sắc cô chú anh chị ạ. Thơm ngát luôn, cực kỳ là đẹp. Bây giờ nó rất là rẻ để cô chú anh chị mình sưu tầm nhá. Cái hình này gọi là hình 23 này cô chú anh chị này. Cái chậu số 23 cô chú anh chị cùng em đếm mầm ở đây. Cô chú anh chị về có thể để chậu hoặc là cô chú anh chị bỏ ra, không thích để chậu, trồng giò, trồng trụ đều được ạ. Đang có một cái thân mà đang rất là nhiều nụ ở đây và nụ cũng rất là tím này cô chú anh chị này. 1, 2, 3. Một cái chậu cực kỳ là đẹp như này. Em xin phép được bán chậu này với giá là 100. Chậu này thì cô chú anh chị về làm giống và được ngắm hoa luôn. Và em bán là 140.000 cho giò này nhá, gọi là giò 23. Đó, đến mùa sau chắc là đây sẽ là một cái tác phẩm rất là đẹp, bởi vì đây bao rất là nhiều thân, 2, 4, 6 thân và còn rất là nhiều kiến ở đây nữa, nhiều ki mầm ở đây nữa cô chú anh chị này. Đó, 140.000 thôi ạ. Hình tiếp theo là hình 24 ạ. Hình 24 cũng đang có một cái chậu mà có một thân hoa ở đây. Trời ơi, cái bông hoa siêu to khổng lồ luôn và môi tuyết rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị. Đó, bông hoa to khổng lồ luôn nhá cô chú anh chị nhá, môi tuyết rất là đẹp như vậy. Giò này xin phép em bán với giá là 60.000 thôi ạ. 60.000 thôi cho cô chú anh chị nào đang muốn sở hữu những cái đọt giò điệp tím Cao Bằng nhá.
Sang hình tiếp theo, hình 25, chậu này thì đang có hai mầm rất là khỏe và đẹp. Và đây đang có một cái thân nụ ở đây này. Cái giò này em bán với giá là 90.000 ạ, gọi là giò 25 nhá. Giò tiếp theo là giò 26 này. Giò 26 ở đây cũng siêu nhiều mầm luôn cô chú anh chị ạ. Vẫn đang còn có nụ và ở đây thì cũng đang có một cái bông hoa nó đang nở rồi đấy cô chú anh chị, nhìn cho em này. Gần như là cái bông nào nó cũng là cái bông hoa môi tuyết rất là đẹp như vậy đấy ạ. Đó, giá của điệp bây giờ nó không có cao nhưng mà cái vẻ đẹp của nó vẫn cứ quá là xuất sắc, trường tồn đúng không ạ? Đẹp mê như thế này cô chú anh chị này. Đấy. Chiều tối rồi mà cánh vẫn còn bay, môi tuyết rất là đẹp như thế này. Cái chậu lan này gọi là chậu 26 ạ, giò số 26. Xin phép em được bán giò này với giá là 130.000 cô chú anh chị nhé. Giò tiếp theo sẽ là giò 27 ạ. Giò 27 cũng siêu nhiều ki, nhiều mầm như này. Đó, và cũng có những bông khá là đậm ở đây. Đó, cây này thì đang chắc là chuẩn bị mai sẽ nở bung cô chú anh chị ạ. Giò này xin phép em bán với giá là 100.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 28 ạ. Chậu số 28 này cũng rất là nhiều ki, ngay cả ki ở trên thân này. Rồi ki trên thân này, đang có hai cái thân đang nụ ở đây nhá, quý anh chị nhá. Hai thân đang nụ ở đây về cô chú anh chị được thưởng thức hoa luôn này. Giò này em cũng bán với giá chỉ 100.000 thôi ạ. 100.000 thôi cô chú anh chị này. Gọi là giò 28 nhá, giò tiếp theo là giò 29 ạ. Nhiều ki nhiều mầm luôn cô chú anh chị ạ, rất là nhiều ki luôn. Cái này về cô chú anh chị ghép lại cho em. Ghép lại cho em ạ. Đây ạ, ngay cả ki trên thân mà chả có bón gì cả. Nhá. Chả có bón gì cả mà hiện tại mọc ki trên thân vẫn ra hoa đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Đó. Vái giò này xin phép được bán với giá là 110.000 cho giò này. 110.000 nhá cô chú anh chị nhá. Gọi là giò 29 ạ. Giò tiếp theo là giò 30. Đây là một cái giò lan tác phẩm nhá cô chú anh chị nhá. Em sẽ nhấc ra đây để cô chú anh chị nhìn thấy. Cách đây vài năm thì cái giò này là chắc phải đến cả chục triệu ạ. Bao nhiêu cái thân hoa ở đây, thân nù này. Trời ơi. Thân to đùng luôn, thân vừa nù và vừa mập nhá cô chú anh chị nhá. Đây này. Siêu đẹp luôn, cái thân to như cái ngón tay cái mà trong khi đó là chả bón gì cả thì cô chú anh chị biết rồi đấy ạ. Ba thân đang hoa, ba thân đang nụ rất là vip đẹp như thế này. Và ba cái thân thủ siêu to khổng lồ kia cô chú anh chị. À, cái giò này xin phép em được bán với giá là 250.000 cho giò này cô chú anh chị nhá. 250.000 ạ, cho giò số 30 ạ. Quá là đã luôn, quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Ba thân to khổng lồ nhá. À, cô chú anh chị nhìn thấy này, rêu phong rủ phủ đầy như vậy, không hề có bón biết một cái gì mà thân to như cái ngón tay cái. Cô chú anh chị về chăm được cái thân này phải dài đến cả mét, hơn 2 mét cô chú anh chị ạ. Sang hình tiếp theo là hình 31 này. Một cái khúc trồng trên lũa, thân đen chùi chũi cũng rất là mập đây. Đó, đây này cô chú anh chị này, nhìn thân thôi cũng mê cô chú anh chị ạ, tím lịm luôn. Đây, hiện tại thân kia đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. Cây này chỉ có một thân thôi, rất là đẹp. Và cái cây này thì giò này xin phép em được bán với giá là 130.000 cho giò này nhé cô chú anh chị nhé, 130.000 ạ. Và sang hình tiếp theo cũng là một cái giò tác phẩm, hình số 32, trời ơi. Cái giò tác phẩm đang rất là nhiều mầm, siêu nhiều mầm luôn cô chú anh chị ạ. Có cả ki trên thân này, cô chú anh chị nhìn cho em này. Bao nhiêu mầm? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 8 mầm. 8 mầm một cái giò tác phẩm đẹp mê như này. Và cái giò này xin phép em được bán trồng trên lũa rất là ổn định cô chú anh chị, chỉ việc gắn phân thôi cô chú anh chị ạ. Nhổ cỏ và gắn phân cho em thôi ạ, là sang năm cô chú anh chị có một tác phẩm hoa đẹp ngắm, đẹp lung linh ngắm cô chú anh chị nhá. Giò này xin phép em bán 350.000 cho giò siêu phẩm này ạ. Đây ạ, cái bông đẹp chưa cô chú anh chị, nhìn cho em này. Trời ơi, cái môi rất là sạch. Đó, cái họng hồng cực kỳ là đẹp như thế này. 350.000 cho giò này. 350.000 cô chú anh chị nhé. Quá đẹp ạ. Vẫn còn đang có một thân số thân có nụ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 33. Một cái giò lan mà em trồng trên tổ quả ấy cô chú anh chị. Trồng trên tổ quả nhé. Đang có hai mầm này. Một thân nụ, hai thân nụ này. Một thân đăng hoa này. Và cái trụ này trồng trên cây tổ quạ cô chú anh chị ạ, trồng trên cây tổ quạ này. Em bán cái giò này, xin phép em được bán cái giò này với giá là 150.000. Sang bên này đây cũng là một cái tác phẩm, thực sự nó chật vườn quá nên là em bán bớt đi thôi. Đây, một cái siêu phẩm. Cái siêu phẩm đẹp như này, 246. 246 hiện tại đang hoa thơm ngát luôn cô chú anh chị ạ, 246 mầm. Đẹp mê mẩn như vậy.
Đấy, hoa này nở đều tăm tắp bởi vì nó nguyên rề cô chú anh chị ạ. Nguyên rề ạ. Giò này xin phép em được bán với giá là 400.000 cô chú anh chị nhá. 400.000 cho giò điệp tím này ạ. Quá là mê ạ. 400.000 cô chú anh chị ơi, toàn là những siêu phẩm thôi. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là đủ những cái hình dáng hương đuôi cáo. Cô chú anh chị có thể chọn cho em, thời điểm hiện tại đang cũng đang có rất là nhiều cây nó nở hoa ấy. Cô chú anh chị mình có thể cùng em lựa chọn những cái bông đẹp ưng ý cô chú anh chị nhá. Thực sự thì em thấy là những mặt hoa của dòng dáng hương đuôi cáo ấy, mặt hoa nào cũng rất là yêu cô chú anh chị ạ. Cứ lên vườn cáo là không biết đường xuống luôn đi ạ. Đủ mặt hoa luôn, đủ kiểu sắc màu luôn cô chú anh chị. Đó, mặc dù là nó cái khuôn hoa nó na ná như nhau nhưng mà đủ màu sắc luôn cô chú anh chị ạ. Dạ, ở đây thì em đang có một cây mẹ con nhá. Đây là một cây mẹ con này. Một nhánh cáo mẹ con ở đây ạ. Và đang hoa. Nhánh này thì đang hoa, bộ rễ cũng rất là khỏe. Nhánh cáo mẹ con này cho cô chú anh chị hoa cũng khá là đậm đẹp như thế này. Cô chú anh chị này. Và nhánh cáo mẹ con này em xin phép được bán với giá là 60.000 nhá, chú anh chị nhá. Gọi là hình số 10 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11 này, hình số 11. Đây, cô chú anh chị đẹp chưa? Cái sự pha trộn giữa sắc trắng nõn nà và cái chấm tím, cánh tím rất là đẹp như thế này đây ạ. Cái giò này xin phép em được bán với giá là 140.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cả giò này 140.000 thôi ạ. Đây có lẫn một cây gì á, cây tam bảo sắc hay sao ấy, cây tam bảo sắc hay cây bạch nhạn ấy. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 12. Hình số 12 này cô chú anh chị đang có một cây có hoa. Đẹp chưa cô chú anh chị? Cô chú anh chị cứ ngắm hoa và tự thẩm cho em. Ba cây, bốn cây cáo xếp đẹp như này. Chồng này em bán 140.000 cô chú anh chị ạ, đẹp mê luôn. Cây rất là khỏe. Sang hình số 13, cái chậu này thì hoa tàn mất rồi ạ. Hoa tàn mất rồi. Chậu này xin phép em được bán với giá là 140.000 để cô chú anh chị về chăm lại nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14, chậu này em bán với giá 120.000. Chậu này bán 120.000 nhá cô chú anh chị nhá, có hai cây. Và chậu tiếp theo là chậu số 15 ạ. Sum xuê lắm luôn cô chú anh chị. Chậu này thì sang năm cô chú anh chị ngắm hoa đã. 6 cây. 6 cây thì chắc là cũng sẽ có rất là nhiều sắc hoa. Đấy, những cái bông hoa này cũng rất là xinh đúng không ạ? Ngắm mặt hoa nào cũng cảm thấy rất là đẹp. Cái chậu này xin phép bán 160.000 thôi, là chậu 15. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 16 này. 2, 4, 5 cây. À, 4 cây cô chú anh chị ạ. Và đây thì cũng có một cái bông hồng khá là đẹp ạ. Một bông cáo hồng rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Đây, một bông cáo hồng rất là đẹp luôn. Giò này xin phép bán 150.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Hình số 17 đây. Cái chậu số 17 là hai cây cực kỳ là vip luôn cô chú anh chị ạ. Hai cây đầy tiềm năng. Hoa cánh mai rất là đẹp như thế này. Chậu này xin phép em bán 180.000 là hàng xếp rụt nhé cô chú anh chị nhá. 180.000 cho chậu này hai cây. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18 ạ. Số 18 đây. Hoa đây ạ. Hoa của nó đây đây cô chú anh chị. Cũng là hoa cánh hồng rất là xinh. Đó. Cái chậu này em bán với giá là 140.000 nhá cho chậu 18 ạ. Chậu số 19 này cô chú anh chị này. Chậu số 19 đây. Ôi hoa chấm. Hoa chấm trắng rất là đẹp. Hoa chấm 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 tím rất là đẹp luôn như vậy nhá. Mặt bông rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ, cái bông này. Và cái giò này xin phép em được bán với giá 140.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình số 20 đây. Đó, cô chú anh chị thấy chưa? Hoa nào cũng rất là đẹp đúng không ạ? Mặt nào cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chậu này em xin phép được bán với giá là 140.000 này. Và sang bên này thì em đang có cái món chè, chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Chè được trồng ở vùng núi Phe Đén với độ cao trên 1.000m², quanh năm sương mù bao phủ nên là tạo ra một cái hương vị rất là riêng, không nơi nào có được. Cô chú anh chị thưởng thức cái chè ô long này, cô chú anh chị sẽ cảm nhận được cái điều đó. Một túi chè ô long như vậy em đang bán là 170.000 cho một túi cô chú anh chị nhé, là nửa kg đấy ạ. Và bên này là chè dây. Đó. Chè dây này tự nhà em sao nhé cô chú anh chị và phơi nên là cô chú anh chị yên tâm rằng rất là đảm bảo vệ sinh. Một túi chè ô long như vậy, một túi chè dây như vậy em bán 50.000 cho túi nửa kg. Bên này thì rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size luôn nhé, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg ạ. Rêu rừng 1 kg siêu nhiều luôn, em đang bán với giá là 50.000 cho 1 kg. Giớn vụn 50.000 cho 1 kg.
Dớn vụn 4.000 trong 1 kg và dớn bảng kích cỡ 13-30 với giá là 15.000 cho một bảng nhé. Và duy xanh 50.000 này, duy đỏ 60.000, hồng nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 trong cặp, atonic 12.000 cho một gói. Súc thai hormone dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ, liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen 55.000, siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Đặc trị côn trùng với giá 70.000 cho một lọ. Ba loại kim kim bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói nhé. Và chị và Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Dây bóng lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 cho một cuộn. Phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một gói. Và phân dê đã qua xử lý, cô chú anh chị yên tâm sử dụng, cung cấp giá trị dinh dưỡng và không sợ ảnh hưởng đến cái bộ rễ của cây nhé cô chú anh chị. Mang để giá là 18.000 1 kg. Phân dê thì sẽ bón được trong cái thời gian rất là lâu cô chú anh chị ạ. Nó sẽ cung cấp dinh dưỡng trong thời gian rất là lâu bởi vì nó tan chậm. Bởi vì nó tan rất là chậm. Và bên này thì em vẫn có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Lọ tinh dầu hồi như vậy em đang để giá là 40.000 ạ. Cô chú anh chị biết rằng là từ rất là lâu rồi người ta cho vào món ăn, những cánh hoa hồi được cho vào món ăn tạo hương vị, tạo độ ngọt đúng không ạ? Cực kỳ là tốt với sức khỏe nữa. Nên là chắc chắn rằng những cái giọt tinh dầu hồi này sẽ đem đến cho cô chú anh chị những cái công dụng dược liệu vô cùng tuyệt vời ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại hôm nay bên em đang có đấy ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nhé. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.